Chào mừng quý vị đến với lễ quay số trúng thưởng nằm trong chương trình khuyến mại sắm Wico, trúng Everlast lướt Chevrolet do công ty cổ phần thế giới số DiriWorld và nhãn hàng Wico tổ chức. Trong buổi quay hôm nay có sự tham gia của đại diện Sở Công Thương ông Đỗ Hùng Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng xuất nhập khẩu xúc tiến Công Thương. Đại diện cơ quan báo chí anh Bùi Đặng Huy Đức, phóng viên báo Việt Nam Express. Đại diện người tiêu dùng chị Võ Đặng Thanh Mai, mua điện thoại Wico Phúc. Đại diện công ty Ambella anh Nguyễn Văn Hải, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ambella. Đại diện công ty cổ phần thế giới số ông Nguyễn Lê Ngọc, giám đốc kinh doanh toàn quốc khối Mobility. Và ông Huỳnh Văn Hòa Hiệp, giám đốc tiếp thị thương mại khối Mobility. Đây là lượt quay đầu tiên thì tìm ra vị khách may mắn đầu tiên trúng chiếc xe Everlast của đầu tiên của chương trình ạ. Chẳng ngần và bấm nút ta lại không? Dạ đúng rồi. Vâng, xin chúc mừng quý khách hàng có số email 3538 3606 861 3298. Có số điện thoại là 0121 3511 222. Đã trở thành chủ nhân đầu tiên sở hữu chiếc Everlast chương trình khuyến mại sắm Wico trúng Everlast lướt Chevrolet. Dạ. Vâng, sau đây là lượt quay thứ hai dành cho vị khách may mắn ạ. Vâng, giải số đang chạy rất là nhanh ạ. Vâng, xin chúc mừng vị khách tiếp theo có số email là 355 0487 005 0752, có số điện thoại là 0986 793617. Xin chúc mừng quý khách ạ. Vâng, đây là lượt quay thứ ba. Vâng, xin chúc mừng vị khách thứ 3 để giành sở hữu chiếc Everlast đợt lần thứ 3 nữa là 355 0487 004 1470, có số điện thoại là 0909 777 568. Vâng, đây là chúng ta sẽ quay lượt số lần thứ 4 đến với vị khách hàng may mắn thứ 4 ạ. Vâng, xin chúc mừng khách hàng thứ tư, đó là số email 355 0487 004 4573, với số điện thoại là 0909 791 174. Đây là lượt quay thứ năm. Không biết vị khách hàng nào sẽ trúng chiếc Everlast thứ năm. Vâng, xin chúc mừng vị khách hàng thứ năm rất là may mắn ạ, với số email là 359059069643132, với số điện thoại là 0972 828332. Chúng ta sẽ bắt đầu vị khách may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chúc mừng vị khách may mắn tiếp theo có số email là 355 0487 006 0538, với số điện thoại là 0987 863174. Và bây giờ chúng ta sẽ quay may mắn lần thứ 7 ạ. Vâng, xin chúc mừng vị khách tiếp theo có số email là 3596 300 600 39253, với số điện thoại là 0167 97 14 516. Và đây là vị khách hàng may mắn tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chúc mừng quý khách có số email là 355 0487 005 2717, với số điện thoại là 0907 279727. Vâng, rất là may mắn ạ. Và đây là lượt quay lần thứ 9 dành cho khách hàng may mắn tiếp theo ạ. Vâng, xin chúc mừng quý khách có khách hàng có số email là 3596 300 600 04364, với số điện thoại là 0168 360 7824. Và đây là lượt quay thứ 10 ạ. Vâng, xin chúc mừng quý khách thứ 10 trong chương trình ngày hôm nay có số email là 355 0487 005 7971, số điện thoại là 0165 2674 692. Xin chúc mừng quý khách ạ. Vâng, xin chúc mừng quý khách có số email 3596 300 600 27787, số điện thoại là 0919 430 0956. Xin chúc mừng quý khách ạ. Và đây sẽ là lượt quay thứ 12 của ngày hôm nay ạ.
Và xin chúc mừng email trúng thưởng như sau: 3596300600223333. Số rất là đẹp ạ. Số điện thoại như sau: 0901758559. Và đây là lượt quay thứ 13, thì quay tiếp theo của chương trình lượt 1 ngày hôm nay ạ. Xin chúc mừng email trúng thưởng có số email là 3596300600313128. Số điện thoại là 0168 5263 118. Đây là lượt quay cuối cùng, lượt quay thứ 14 của chương trình đợt 1 của sắm Wico trúng Applet lướt trên Applet ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chúc mừng vị khách hàng cuối cùng của đợt 1 ngày hôm nay có số email là 3596300600 1058 với số điện thoại là 0989253666.